không nhất thiết gì ngày 14 tháng 2 thì mới tỏ tình được. Nhân sư phạm chúng em thì ngày 20 tháng 11 cũng là coi được một ngày là ngày ba thai của nhân sư phạm. Thì kiểu như là mình thích người đấy, mình trân trọng người đấy, kiểu như là có cơ hội để vun vén tình cảm cho cả hai á. Kiểu như món quà là vừa là mang ý nghĩa là chúc mừng cái ngày tôn vinh cái ngày 20 tháng 11. Một phần nó cũng là cái dịp để bạn những người mà bạn ấy yêu thương á bày tỏ tình cảm cho bạn ấy, thì mình nghĩ đây cũng là một cái hay. Thì thứ nhất là mình sẽ cảm thấy là tình cảm của hai đứa mình sẽ tăng lên nè. Thứ hai là người ta sẽ biết là mình tôn trọng nghề nghiệp của người ta và người ta sẽ quý trọng mình hơn. Trùng hợp là mình với bạn trai mình cũng quen vào ngày 20 tháng 11 á, là cũng quen được 2 năm rồi. Thì năm ngoái thì tự nhiên anh đó vào ngày 20 tháng 11 thì tự nhiên cũng tặng quà cho mình. Thì mình cũng kiểu cảm thấy ồ sao tự nhiên anh lại tặng quà cho em chi. Thì anh cũng bảo là tặng tại em đi theo nhà giáo mà, thì anh cũng tặng chúc mừng em nhân ngày này thôi, với lại là cũng kỷ niệm một năm mình quen nhau nữa. Thì mình cũng thấy cũng khá là hay. Đây xem như là một công đôi việc cho nhân sư phạm em. Thì vừa có thể tỏ tình cho bạn gái mà vừa có thể là nhân hội đó tặng cho quà cho bạn gái chào 2011 luôn. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là thích thú về cái hoạt động này. Bởi vì trước giờ đa số chúng ta 20 tháng 11 ta chỉ tặng nghĩ rằng là tri ân những cái người thầy cô của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng cái bạn gái của mình cũng chính là một trong những người đã giúp cho mình thành công. Cho nên cái việc mà mình tri ân, mình biết ơn đó thì cũng một phần nào mình cũng cần nên biết ơn người bạn gái của mình. Tại vì trong một năm á, thì cũng có ít ngày để có thể kỷ niệm á. Nên là thêm một ngày nữa thì mọi người sẽ có cơ hội để thể hiện tình cảm với mình, cảm với nhau nhiều hơn. Mình nghĩ là hoàn hảo. Mình nghĩ là một công đôi chuyện. Em thấy nó thích hợp. Valentine thứ hai là win-win, có nghĩa là đôi bên cùng có lợi. Em thấy nó thú vị. Dạ, với lại nó cũng khá là đặc biệt. Một công đôi việc. Ổn. Theo mình là ý nghĩa. Cao thủ không bằng tranh thủ. Cộng sinh. Tại bởi vì mình vừa nhân ngày 20 tháng 11 để mình tặng quà cho người yêu mình này, xong rồi mình có thể nhân cơ hội đó làm một cái Valentine thứ hai của năm.